phải qua to tư nhân cho còn tính. Chảy nhiều lắm. Cái này hình như là nó chỗ này nó sập xuống hay sao đó. Cho nên mới có mấy cục đá bự bên kia đó. Chắc cái chỗ này hồi xưa nó ấy là nó sập xuống hay sao.
Này là cái thác Rây Sáp. Đang chảy cái đâu trong kia ra. Phát biểu gì không anh Long? Hả? Cái cụm Rây Sáp này rất là cũng là một trong những cái cụm thác lớn của vùng Đông Lô. Tại đây nếu anh em có dịp thì xuống đây rất là lý thú. Đây là mùa nước cạn, thành thử cái thác nó không nhiều, nhưng mà tới mùa nước lớn thì thác nó chảy dài qua những cái tảng đá. Chảy trên này không? Nó đổ xuống đây. Có mùa nước lớn là nó tàn hết cho những cái tảng đá đó.